Để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2023, từ giữa tháng 10 âm lịch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản xã Long Phụng, huyện Cần Chuột đã xuống giống vụ dưa lưới Tết. Vụ dưa Tết này, anh Hứa Thành Phú, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản xã Long Phụng, huyện Cần Chuột, số giống khoảng 1.400 m vuông dưa lưới, ước tính cung ứng ra thị trường khoảng hơn 5,5 tấn. Hiện tại, bên cạnh mặt hàng dưa lưới truyền thống, Tết Nguyên Đán năm nay, hợp tác xã cho ra thị trường dưa chỏ vàng thư pháp do khoảng 100 trái dưa lưới tài lộc. Năm nay, dù dịch bệnh gây ảnh hưởng nhiều, nhưng dưa lưới của hợp tác xã vẫn có đầu ra ổn định với giá 60.000 đến 65.000 đồng một ký. Do cái tình hình người ta đặt hiện tại giờ thì cũng tương đối thì cũng khoảng được mấy chục cặp rồi. Còn dưa cái dưa khuôn tài lộc á thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi có sản lượng khoảng trên một một trăm trái so với năm rồi thì về sản lượng và chất lượng so với năm rồi thì nó nó đạt nhiều hơn và nó đủ loại mẫu mã để người dân tiêu dùng người ta lựa chọn nhiều hơn là so với năm rồi Do được chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chế độ dinh dưỡng, nên dưa lưới của hợp tác xã phát triển tốt, có vị thanh mát, ngọt nhẹ, kịp phục vụ thị trường Tết năm nay. Ngoài diện tích phục vụ thị trường Tết, sắp tới hợp tác xã sẽ tăng diện tích khoảng hơn 1.000 m2 và mở rộng thị trường thành phố Hồ Chí Minh.